Câu chuyện những lý do ngoại tình mà bạn chưa bao giờ ngờ tới. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc. Minh ngồi bên chiếc bàn gỗ óng ánh dưới ánh đèn vàng nhạt, ngón tay nhẹ gõ lên bàn phím laptop nhưng ánh mắt thì hướng ra phía cửa sổ lớn. Ngoài kia, dòng xe tấp nập lướt qua như dòng chảy bất tận của thành phố. Những bóng đèn ô tô chớp tắt như hàng ngàn ngọn đèn lồng lung linh giữa màn đêm. Minh dựa lưng vào ghế, thở dài tiếng thở như kéo dài từ nơi sâu thẳm bên trong anh. Bàn tay phải của anh đưa lên, xoa nhẹ, lên thái dương. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh cảm thấy hạnh phúc thực sự? Câu hỏi này quay cuồng trong đầu không rời nhưng anh chẳng buồn tìm câu trả lời. Chỉ có sự trống rỗng. Lần cuối cùng anh thực sự cười với Lan là khi nào? Mình nhau mắt. Cố gắng nhớ lại một khoảnh khắc nào đó, nhưng những hình ảnh quá xa vời như lớp xương mờ phủ lên ký ức. Cửa phòng làm việc khép lại sau lưng anh như thể muốn giam cầm anh giữa bốn bức tường cùng với những cảm xúc chôn chặt. Ánh sáng từ đèn trần không đủ làm căn phòng ấm áp, mà chỉ càng nhấn mạnh thêm sự lạnh lẽo bao trùm. Trên bàn, chiếc khung ảnh gia đình đứng nghiêng ngả, Minh không nhìn vào đó, tránh cái ánh mắt tươi cười của Lan và bé Minh Châu. Những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi. Tiếng điện thoại reo khẽ trong túi áo, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Minh chậm rãi lấy ra, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt thoáng dao động khi nhìn tên người gọi. Lan. Anh trần trừ một chút trước khi ấn nút từ chối. Anh không muốn về nhà lúc này. Cảm giác có điều gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng anh chẳng thể định hình được là gì. Là cảm giác tội lỗi, lại là... hay là sự mệt mỏi. Mình không chắc nữa. Anh chỉ biết rằng mỗi khi bước vào ngôi nhà ấy, bức tường vô hình giữa anh và Lan lại cao thêm một chút. Đến mức chính anh không thể nhìn thấy người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm phía bên kia. Ngoài kia, những ngọn đèn đường mờ nhạt trong mưa, hệt như tâm trạng minh lúc này, lấp lửng, không rõ ràng. Anh ngồi đó, cảm nhận từng hạt mưa tí tách trên cửa kính, từng giọt chạm vào lòng, à, kéo theo những suy nghĩ vẩn vơ trôi đi vô định. Lan đứng trong bếp, đôi tay cẩn thận gọt lớp vỏ xanh của quả táo những đường dao di chuyển nhẹ nhàng nhưng chính xác. Sợi vỏ táo mỏng manh xoắn lại, chạm xuống mặt bàn gỗ, trông như một dải duy băng bị lãng quên. Tiếng gọt dao nhẹ vang lên trong căn bếp trống trải, nhưng không át nổi sự im lặng bao trùm xung quanh. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều muộn hắt lên một màu cam nhạt, le lói cuối ngày. Căn bếp nhỏ vẫn ấm cúm, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng Lan cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Cô dừng lại, tay đặt lên thớt, mắt vô thức nhìn ra ngoài sân vườn cảnh vật vẫn yên bình như bao ngày khác nhưng lòng cô chẳng còn thấy yên ổn một thoáng buồn hiện lên trong ánh mắt không ai thấy nhưng cô cảm nhận rõ ràng có gì đó đã thay đổi sự thay đổi đến lặng lẽ như cách bóng đêm từ từ phủ xuống mà ta không nhận ra chỉ đến khi mọi thứ đã chìm trong tối tăm lan nhìn lên đồng hồ treo tường đã bây giờ tối minh vẫn chưa về bàn ăn đã được dọn sẵn từ hơn một tiếng trước Hai chiếc đĩa trắng xếp song song nằm lặng lẽ dưới ánh đèn trần. Chờ đợi. Cô biết, khi Minh về, anh sẽ nói một câu xin lỗi mệt mỏi, hôn nhẹ lên má cô, rồi ngồi xuống ăn cơm mà không thốt ra lời nào. Những câu chuyện thường ngày của họ, những tiếng cười vui vẻ, dường như đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, như bức ảnh cũ kỹ mà không ai buồn lau chùi. Lan hít một hơi dài, cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong ngực. Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy hộp sữa chua Minh thích nhưng đã qua ngày hạn sử dụng cô nhắc hộp lên ngần ngại một chút rồi vứt vào thùng rác giống như cuộc hôn nhân của họ cô không nhớ lần cuối cùng hai người thực sự gần gũi là khi nào chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên âm thanh khiến lan giật mình mình cô nhanh chóng mở tin nhắn mắt lướt qua những dòng chữ ngắn gọn và lạnh lùng anh bận việc về muộn đừng đợi câu chữ khô khốc không có dấu hiệu gì của sự ân cần lan cầm điện thoại trong tay đôi mắt cô dừng lại ở dòng tin nhắn như thể tìm kiếm thứ gì đó không tồn tại những ngón tay của cô siết nhẹ lấy chiếc điện thoại nhưng chỉ vài giây sau đó cô thả lỏng đặt nó lại lên bàn không có phản ứng không có lời trách móc chỉ là sự im lặng kéo dài thêm lan quay lại với bữa tối của mình cô bày đồ ăn ra đĩa đặt một chiếc ghế xuống rồi ngồi lặng lẽ cảm giác của chiếc ghế gỗ dưới thân mình không mang lại chút an ủi nào nó chỉ càng làm cô nhận thức rõ hơn về khoảng trống trước mặt mình vắng mặt không chỉ ở đây mà đã vắng mặt trong cuộc sống của cô từ lâu trong căn bếp chỉ có tiếng dao tiếng đĩa khẽ chạm vào nhau âm thanh vọng lại đầy đơn độc lan cúi đầu nhìn xuống đĩa cơm trắng nhưng không buồn động đũa mọi thứ trước mặt bỗng trở nên xa lạ những món ăn cô cẩn thận chuẩn bị mỗi ngày những nỗ lực giữ cho gia đình mình nguyên vẹn giờ chỉ là những hành động theo thói quen giữ lại điều gì khi người còn lại đã rời xa từ lâu. Ánh đèn vàng hắt lên tường kéo dài bóng hình cô, như thể cô đang bị nuốt chửng bởi chính sự trống vắng của căn phòng. Minh đứng lặng trong không rực rỡ ánh đèn của buổi tiệc. Tiếng cười nói rôm rả vang lên xung quanh, nhưng tất cả với anh chỉ như những âm thanh mờ nhạt, không mấy liên quan. Trong tay anh, ly rượu vang đỏ đã cạn từ lâu, nhưng anh vẫn giữ nó trong tay như một thói quen vô thức mình lơ đãng nhìn về phía xa ánh mắt mệt mỏi lướt qua những khuôn mặt tươi cười nhưng chẳng tìm thấy điều gì khiến anh cảm thấy kết nối không ai biết không ai để ý à, và mình cũng không thực sự quan tâm cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở một góc của căn phòng hà đang đứng đó giữa đám đông nhưng dường như tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh cô mặc một chiếc váy màu xanh thẫm đơn giản mà tinh tế tỏa ra một sự yên tĩnh đầy thu hút Ánh đèn pha lê hắt lên mái tóc đen mềm mượt của cô, tạo thành những mảng sáng tối huyền ảo. Hà không nói nhiều, chỉ đứng đó, tay cầm nhẹ ly rượu, ánh mắt dõi theo những câu chuyện đang diễn ra xung quanh mà không tham gia vào. Cô như một ngọn nến lặng lẽ giữa bão tố, bình thản nhưng khó có thể bỏ qua. Minh chưa từng chú ý đến Hà trước đây. Cô là đồng nghiệp, nhưng trong vô vàn lần gặp mặt ở công ty, cô không để lại dấu ấn gì đẹp trong trí nhớ của anh nhưng khoảnh khắc này giữa một buổi tiệc ồn ào và phô trương minh bỗng cảm thấy cô khác biệt có điều gì đó ở cô sự im lặng sự quan sát tinh tế thu hút anh một cách kỳ lạ minh lưỡng lự vài giây rồi quyết định tiến về phía cô bỏ lại đám đông phía sau tiếng giày của anh vang lên nhẹ nhàng trên sàn đá hoa cương hòa cùng nhịp nhạc du dương của bản nhạc cổ điển đang vang lên từ dàn nhạc sống Hạ ngước lên khi minh đến gần Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sâu lắng. Đôi mắt cô không sáng bừng, không thể hiện sự ngạc nhiên hay bất ngờ như mình thường thấy ở những người phụ nữ khác. Thay vào đó, trong đôi mắt đen lấy ấy là một sự bình thản nhưng sâu thẳm, như thể cô đang nhìn thấu qua lớp vỏ bọc mà anh khoác lên, nhìn thẳng vào những điều mình không nói ra. Anh Minh, Hà mỉm cười nhẹ, chỉ nhếch môi vừa đủ để bày tỏ sự chào đón, nhưng không quá nhiệt tình giọng cô trầm và ấm, hòa cùng tiếng nhạc như thể nó là một phần của giai điệu ấy. Minh khẽ gật đầu rồi đứng cạnh cô, không vội vàng, không cứng nhắc. Một sự thoải mái kỳ lạ bao trùm họ, như thể Minh vừa tìm thấy một góc nhỏ yên bình giữa cơn bão hỗn loạn của tâm trí mình. "Buổi tiệc vui nhỉ." Minh nói, nhưng cả anh và Hà đều biết, đó chỉ là câu hỏi xã giao. Thực tế, không ai trong họ thực sự quan tâm đến không khí của buổi tiệc này. Hà mỉm cười nhưng không trả lời ngay cô nhấp một ngụm rượu vang mắt nhìn về phía giàn nhạc ánh sáng từ ngọn đèn trần hắt vào chiếc ly tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dòng thời gian lặng lẽ trôi qua giữa họ mà không cần lời nói vui thì vui cuối cùng cô khẽ nói giọng nói như tiếng gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng có sức nặng nhưng không phải ai cũng thấy vậy mình cảm nhận được một sự liên kết mơ hồ cô không cần phải giải thích và anh cũng không cần hỏi thêm họ hiểu nhau không bằng lời nói mà bằng sự im lặng, một loại im lặng đặc biệt khiến cả hai cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa đám đông này. Họ tiếp tục đứng cạnh nhau, không cần lời nói, không có sự cường điệu của những cuộc hội thoại thông thường. Cả Minh và Hà đều thấy thoải mái trong sự tĩnh lặng. Sự hiện diện của cô không làm Minh cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác an lành. Như thế, giữa thế giới ồn ào và dối ren này, Minh đã tìm thấy một nơi để ẩn náo tạm thời. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, dịu dàng và đều đặn. Mình cảm nhận được những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu nảy nở trong đầu anh. Không phải những suy nghĩ rõ ràng, mà là một sự băn khoăn, một mong muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ trước mặt mình. Ai là Hà? Và tại sao cô lại khiến anh cảm thấy bình yên đến vậy? Khi buổi tiệc dần tan, Minh chợt nhận ra rằng anh đã dành phần lớn thời gian của mình bên cạnh Hà, dù cả hai chẳng nói nhiều. Nhưng sự im lặng này Đối với Minh, có ý nghĩa nhiều hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào khác. Minh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí anh đang trôi dạt đâu đó. Hàng chữ trên màn hình mờ dần đi trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi đêm, không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Anh xoa tay lên trán, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy bế tắc. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc như đang kéo dài từng giây nhưng lòng minh lại như xoắn lại từng chút một hình ảnh hà lặng lẽ xuất hiện trong tâm trí không hề được mời gọi đôi mắt đen sâu thẳm ấy sự bình thản trong nụ cười của cô cách mà cô tồn tại bên cạnh anh một cách tự nhiên không cần lời nói minh nhớ lại khoảnh khắc hai người đứng bên nhau trong buổi tiệc cảm giác bình yên mà cô mang lại như một cơn gió thoảng mát giữa mùa hè oi bức cô đã khiến anh cảm thấy gì đó mà đã lâu rồi anh không còn cảm nhận được sự thoải mái không bị gò bó không bị áp lực bởi bất cứ điều gì anh nhắm mắt lại nhưng ngay lập tức hình ảnh của lan hiện lên trong tâm trí gương mặt của vợ anh đôi mắt buồn bá mà anh đã cố tránh nhìn vào suốt nhiều tháng qua bàn ăn mỗi tối chỉ còn lại tiếng bát đĩa va chạm những câu nói ngắn gọn và sự im lặng kéo dài không hồi kết lan vẫn ở đó nhưng anh lại thấy cô quá xa vời anh cảm thấy tội lỗi nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng sự hiện diện của lan chỉ khiến anh thêm ngột ngạt như bị trói buộc trong một căn phòng không có cửa sổ mình đứng dậy bước đến cửa sổ và nhìn ra thành phố đêm những ánh đèn từ xa lấp lánh nhưng trong lòng anh chỉ có sự dối bời hai người phụ nữ hai cảm giác hoàn toàn khác nhau hà mang lại sự yên tĩnh như thể cô thấu hiểu những điều anh không cần phải nói ra còn lan người đã cùng anh xây dựng một gia đình giờ chỉ còn lại sự xa cách mà cả hai không thể thoát ra Minh mở cửa sổ để làn gió đêm lạnh buốt thổi vào, nhưng nó không làm dịu được cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh. Anh không biết mình nên làm gì. Một phần của anh muốn chạy trốn, tìm đến một nơi mà anh có thể cảm thấy bình yên, thoát khỏi những trách nhiệm và gánh nặng. Nhưng phần khác lại giữ anh lại, nhắc nhở về những năm tháng đã qua, về Lan, về cuộc sống mà anh từng trân trọng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo Minh trở lại thực tại màn hình lên tên người gọi. Hả? Minh trần trừ một lúc, đôi mắt anh dán vào cái tên trên màn hình, trái tim anh đập nhanh hơn. Anh không chắc mình có nên trả lời hay không. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng như một cơn sóng. Liệu đây có phải là bước đầu tiên của một sai lầm mà anh sẽ không thể quay lại? Cuối cùng, Minh từ từ đặt điện thoại xuống bàn mà không trả lời cuộc gọi. Tay anh vẫn còn run nhẹ. Anh không dám đối mặt với Hà, cũng như không dám đối mặt với chính bản thân mình. Nhưng dù anh có cố gắng trốn tránh đến đâu, sự thật vẫn đập thẳng vào mặt anh. Những cảm xúc dành cho Hà không chỉ là sự lạ lẫm hay thu hút, mà nó đã bắt đầu cắm rễ sâu hơn trong lòng anh, từng ngày, từng khoảnh khắc. Và điều đó khiến Minh lo sợ. Minh ngồi xuống ghế, đầu dựa vào tay ghế, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Căn phòng dường như thu hẹp lại, không gian trở nên ngột ngạt hơn. Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại bị cuốn vào một mối quan hệ mập mờ như vậy? Đôi mắt Minh dần khép lại, không phải vì mệt mỏi mà vì anh không muốn đối diện với thực tại. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách, như hòa vào tâm trạng hỗn độn của mình. Anh cần phải quyết định, nhưng hiện tại, anh chỉ thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy mà anh không biết làm sao để thoát ra lan ngồi bên cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm về phía con đường trước nhà nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nhựa ướt đẫm sau cơn mưa tiếng động cơ xe cộ qua lại đều đều như những gợn sóng lăn tăn trong tâm trí cô nhưng không đủ để xua tan sự hỗn loạn bên trong cô xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình cảm nhận từng đường nét trơn nhẵn của nó dưới đầu ngón tay chiếc nhẫn từng là biểu tượng của hạnh phúc giờ đây lại như một vật thể lạ lặng lẽ trên tay cô gợi lên cảm giác xa lạ mình đã về muộn ba lần trong tuần này và lần nào anh cũng đưa ra cùng một lời giải thích công việc bận trước đây cô sẽ dễ dàng tin vào điều đó nhưng bây giờ có điều gì đó không ổn lan cảm thấy như thể có một khoảng cách vô hình nào đó giữa họ lớn dần lên từng ngày không có dấu hiệu rõ ràng nhưng cô nhận thấy sự thay đổi trong từng cử chỉ nhỏ từng câu nói qua loa của anh Tối nay, khi Minh bước vào nhà với đôi mắt mệt mỏi và nụ cười nhạt trên môi, Lan đã không thể ngăn mình nhìn chầm chầm vào anh lâu hơn bình thường. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh vẫn còn vương mùi nước hoa thoang thoảng, không phải mùi quen thuộc mà cô thường biết. Linh cảm của người phụ nữ trong cô trỗi dậy, lặng lẽ nhưng chắc chắn, một sự nghi ngờ mà chính cô cũng chưa dám đối diện. Minh khẽ nhấc ghế và ngồi xuống bàn ăn. Mắt nhìn vào đĩa cơm trước mặt mà không hề nhìn cô, Lan ngồi đối diện, tay cầm đôi đũa nhưng không hề động vào thức ăn. Mắt cô dán vào Minh, quan sát từng chuyển động của anh. Những cử chỉ mà cô từng quen thuộc đến từng chi tiết giờ đây bỗng trở nên khác biệt một cách kỳ lạ. Sự xa cách không phải từ khoảng cách vật lý mà từ chính sự im lặng lặng lẽ xâm chiếm giữa họ. "Hôm nay có mệt không?" Lan cố gắng hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm vô thức. Minh gật đầu. Đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc đĩa. Anh không đáp lại ngay, chỉ nhai chậm rãi, như thể mỗi miếng cơm đều đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của anh. Lan nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Anh không còn nắm tay cô như trước đây, cũng không còn tìm kiếm ánh mắt cô để trò chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày. Những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là những tiếng thở dài và sự lạnh lẽo. Gần đây anh về muộn nhiều thế? câu hỏi của lan nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô có một thứ gì đó đang nặng nề đè nén minh hơi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô công việc nhiều em biết mà anh đáp âm giọng đều đều không cảm xúc sau đó anh lại quay về với chiếc đĩa cơm như thể cuộc trò chuyện này đã kết thúc lan không nói gì thêm nhưng trong lòng cô là một cơn sóng ngầm cái gì đó không đúng cô cảm nhận được sự vô hình của sự xa lạ giữa hai người dù họ vẫn cùng chung một mái nhà cùng ngồi bên bàn ăn này mình mình có gì đó giấu cô và cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết khi bữa tối kết thúc minh đứng dậy đặt chiếc bát vào bồn rửa rồi bước nhanh về phía phòng làm việc để lại lan ngồi lại một mình sự im lặng đè nặng lên cô trước đây minh sẽ dành thời gian ngồi lại trò chuyện với cô dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt nhưng giờ anh chỉ thoáng qua cuộc sống của cô như một cơn gió lướt qua không để lại dấu vết Lan bước chậm rãi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo. Ngón tay cô lướt qua những chiếc áo sơ mi của mình, từng chiếc vẫn thẳng thớm như thường lệ. Nhưng khi cô kéo một chiếc ra, ngón tay chạm vào túi áo, nơi mà cô chưa bao giờ chú ý đến trước đây, cô bất giác dừng lại. Một vật lạ nhỏ, nhưng đủ để khơi dậy sự nghi ngờ trong cô. Một tấm vé xem phim, ngày chiếu cách đây vài hôm. Vào đúng buổi tối, mình nói rằng anh làm việc muộn. Lan đứng bất động, ngón tay siết chặt lấy tấm vé, Tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực. Anh đã đi đâu vào tối hôm đó? Và quan trọng hơn, anh đi cùng ai? Lan bước lùi lại, lòng ngực nặng trĩu, cảm giác như không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cơn sóng nghi ngờ bắt đầu dâng cao trong cô, và lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình không thể tiếp tục lờ đi sự thay đổi giữa hai người nữa. Có điều gì đó không ổn, và cô biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị dấu sẽ xảy ra với sự thật. Lan bước chậm rãi vào phòng khách, nơi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn phủ lên không gian một lớp màu vàng nhạt. Minh ngồi trên sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ngón tay anh dừng lại ở mỗi dòng tin nhắn. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng quạt máy kêu đều đều trong nền. Lan dừng lại ở ngưỡng cửa, quan sát anh trong vài giây, cảm giác lo lắng thắt chặt trong lòng ngực cô như một chiếc gọng kìm vô hình. Trong khoảnh khắc đó, Lan quyết định. Cô không thể tiếp tục sống trong sự nghi ngờ và im lặng nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Bước chân của cô vang lên khẽ khàng trên sàn gỗ, nhưng Minh không ngẩng lên, anh vẫn tập trung vào điện thoại, như thể không nhận ra sự hiện diện của cô. Minh Lan lên tiếng, nhẹ nhưng rõ ràng. Minh giật mình, đôi mắt rời khỏi màn hình, nhìn về phía Lan. Ánh mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản, gần như vô cảm. Anh đặt điện thoại xuống nhìn cô chờ đợi nhưng không có vẻ gì là muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Lan tiến đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Cô cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách không thể đo bằng mét mà bằng những lời chưa nói, những cảm xúc bị đè nén quá lâu. Anh có gì muốn nói với em không? Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt lấy anh, không rời đi. Minh nhíu mày, bối rối trước câu hỏi của cô. Anh chớp mắt vài lần như đang cố hiểu ý cô rồi lắc đầu nhẹ. Không, sao em lại hỏi vậy? Anh trả lời, giọng anh đều đều như mọi lần. Lan thở dài, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt trên đùi. Sự im lặng giữa họ lại bao trùm, lần này nặng nề hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong lòng ngực từng nhịp đập như thúc giục cô phải nói ra điều gì đó. Cô không thể tiếp tục giữ nó trong lòng nữa. Lan chậm rãi lấy tấm vé xem phim từ trong túi áo ra, cẩn thận đặt nó lên bàn trước mặt mình tấm vé nhỏ bé nhưng lại như một ngọn lửa đang cháy rực trong căn phòng ánh sáng của nó phơi bày sự thật mà cả hai đã cố gắng trốn tránh mình nhìn tấm vé đôi mắt anh tối lại sự im lặng dài ra và lan cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề những tia sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn không thể xua tan sự căng thẳng đang bao trùm lấy họ tấm vé này lan bắt đầu nhưng cô không cần phải tiếp tục Minh đã hiểu. Anh thở ra một hơi thở dài và mệt mỏi. Không còn sự phòng thủ trong ánh mắt của anh nữa, chỉ còn lại sự thừa nhận im lặng. Minh cầm tấm vé lên, nhìn nó một cách chậm rãi, như thể nó nặng nề hơn bất kỳ vật gì anh từng giữ trong tay. Sự thật đã bị phơi bày và giờ đây họ không thể né tránh nó. Anh đã đi xem phim tối đó. Minh nói, giọng anh trầm và khàn khàn, nhưng không giải thích thêm. Anh đặt tấm vé trở lại bàn, ngồi thẳng lưng, như thể sẵn sàng đối mặt với hậu quả nhưng anh vẫn chưa nói đến điều quan trọng nhất. Lan nhìn anh, đôi mắt cô chất chứa sự đau đớn và mong đợi. Cô không hỏi thẳng anh đã đi cùng ai, nhưng cả hai đều biết câu hỏi đó đang lơ lửng giữa họ. Câu hỏi đó không cần phải thốt ra vì câu trả lời đã rõ ràng. "Là Hà, đúng không?" Cô nói khẽ, nhưng từng chữ như đâm vào không khí, làm cho sự im lặng trở nên nặng nề hơn nữa. Minh không trả lời ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài như một vết cắt sâu, khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Cuối cùng, anh gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để xác nhận tất cả những gì Lan đã nghi ngờ. "Anh không cố ý." Minh bắt đầu, nhưng anh không thể hoàn thành câu nói. Lời nói của anh dường như không còn ý nghĩa nữa, như thể tất cả những lời giải thích đều đã trở nên vô dụng. Lan cảm nhận sự đau đớn dâng lên trong lòng cô, như một cơn sóng lớn đột ngột ập đến. Cô đã biết cô đã cảm nhận được sự xa cách nhưng việc nghe thấy sự thừa nhận từ chính miệng mình khiến mọi thứ trở nên rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết trái tim cô như bị bóp nghẹt những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay tràn về lan nhìn mình ánh mắt cô dường như trống rỗng trong khoảnh khắc đó không phải vì cô không còn cảm xúc mà vì có quá nhiều cảm xúc cùng lúc đang dồn nén trong cô nỗi thất vọng sự phản bội và cả sự buồn bã tại sao cô hỏi giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy đau đớn. "Mình không thể trả lời ngay." Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt lại trên đùi, như thể anh đang cố tìm kiếm câu trả lời, nhưng chính anh cũng không biết phải nói gì. Sự mâu thuẫn trong lòng anh đã đẩy anh vào một tình huống mà chính anh không thể thoát ra. Lan ngồi yên, không khóc, không trách mắng, nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả. Cô đã mất đi niềm tin vào người đàn ông mà cô từng yêu thương, và điều đó hơn bất kỳ điều gì khác khiến cô đau lòng không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ, như thể mọi hơi ấm đã bị hút cạn. Lan ngồi im lặng trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch. Nỗi đau vẫn âm thầm dội lại, như một vết thương đang chảy máu mà cô không thể chạm tới. Trước mặt cô, mình ngồi cúi đầu, đôi vai gầy guộc của anh chịu xuống, tạo thành một bóng đổ dài dưới ánh đèn mờ. Sự im lặng bao trùm họ, nhưng nó không còn là sự im lặng của những câu chuyện chưa nói, mà là sự im lặng của hai người đứng trước ngã rẽ nơi mà một quyết định sẽ thay đổi tất cả lan đưa mắt nhìn ra cửa sổ những giọt mưa rơi xuống kính tạo thành những vệt nước chảy dài như những dòng nước mắt không lời cô không khóc không rơi một giọt nước mắt nào nhưng trong lòng cô biết rằng mình đã khóc rất nhiều rồi từ những ngày minh bắt đầu xa cách từ những lần anh về muộn và những đêm cô nằm một mình trong bóng tối cô đánh rất nhiều yêu đến mức mọi thứ xung quanh cô dường như chỉ xoay quanh anh, anh. Nhưng giờ đây, nhìn người đàn ông trước mặt, cô không còn thấy hình ảnh của người chồng mà cô từng tin tưởng. Một khoảng cách vô hình đã đẩy họ ra xa, và tấm vé xem phim kia chỉ là đỉnh của tảng băng chìm. Em muốn thế nào? Mình hỏi, giỏi, giọng anh trầm và mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo chút hy vọng yếu ớt. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm nhìn cô đầy khẩn cầu, như thể muốn níu kéo điều gì đó từ cô, nhưng chính anh cũng biết rằng có những điều đã quá muộn. Lan quay lại nhìn anh, đôi mắt cô lạnh lẽo như màn đêm bên ngoài. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động bức rèm cửa, mang theo âm thanh xào sạc nhỏ bé nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng giữa họ. Anh muốn em quyết định sao? Cô hỏi lại, giọng cô khàn khàn, gần như mệt mỏi. Cô không muốn gánh lấy quyết định này, nhưng giờ đây cô biết rằng không ai khác ngoài cô có thể làm điều đó. Cảm giác bị đẩy vào ngõ cụt khiến tim cô nặng nề, Min Im lặng, mắt anh vẫn dán vào cô, không rời. Anh không thể nói thêm điều gì, bởi mỗi lời nói lúc này dường như chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Anh đã mất kiểm soát, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm tay anh. Lan nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy. Cô bước về phía tủ quần áo, hạ à, mở ra và bắt đầu lấy từng món đồ cá nhân của mình đặt chúng vào một chiếc vali cũ. Không một lời giải thích, không một tiếng động chỉ có tiếng kéo khóa vali vang lên lạnh lẽo trong không gian mình đứng dậy tiến lại gần cô nhưng rồi dừng lại đôi chân anh như bị trôn chặt xuống đất anh không thể đưa tay ra giữ cô lại không thể ngăn cô đi khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là không gian mà là niềm tin đã vỡ tan lan mình thì thầm giọng anh vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi trên sàn cô không quay lại không nhìn anh chỉ tiếp tục, tục thu dọn đồ đạc của mình cô đặt từng chiếc áo vào vali, từng chiếc khăn mà cô đã từng cùng minh lựa chọn trong những ngày tháng còn hạnh phúc. mỗi món đồ đều mang theo một kỷ niệm, nhưng giờ đây chúng chỉ là vật thể vô hồn, không còn mang ý nghĩa gì nữa. cô gấp chúng lại gọn gàng, từng động tác chậm rãi như thể đang cố kéo dài thêm chút thời gian trước khi tất cả kết thúc. anh đã phạm sai lầm, minh nói, đôi mắt anh đỏ hoe, uh, từng lời nói như dội vào không gian trống rỗng nhưng anh vẫn yêu em, anh không muốn mất em. Những lời nói đó trong một thời điểm khác có lẽ đã đủ để làm tan chảy trái tim cô, nhưng bây giờ khi cô đứng đây, trước vali đầy ắp những đồ đạc, cô không còn cảm thấy chúng có sức nặng như trước nữa. Yêu không phải là tất cả, cô nghĩ, có những vết thương mà tình yêu không thể chữa lành. Cô dừng lại, đôi run rẩy của cô siết chặt vào tay nắm vali, cô muốn tin vào những lời mình nói, à, muốn tin rằng tình yêu của họ có thể vượt qua tất cả nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên quá phức tạp cô không còn là cô gái dễ dàng tha thứ và vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra lan quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của mình cô thấy trong đó sự hối tiếc sự đau đớn nhưng cũng thấy sự yếu đuối cô biết rằng nếu cô ở lại họ sẽ lại rơi vào vòng xoáy của sự dằn vặt của những lời nói dối và nghi ngờ cô không thể sống như thế nữa anh không thể giữ em lại nữa minh cô nói giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát có những thứ khi đã vỡ không thể hàn gắn lại được. Câu nói của cô như một lời phán quyết cuối cùng. Mình đứng im, đôi mắt anh tối lại như thể thế giới trước mặt anh đã sụp đổ. Anh không còn cố gắng níu kéo cô nữa, bởi anh biết rằng cô đã quyết định. Sự lựa chọn đã được đưa ra. Lan kéo vali đi qua mình, bước về phía cửa. Mỗi bước chân của cô như dồn nén tất cả sức mạnh và quyết tâm mà cô đã thu gom suốt thời gian qua khi cánh cửa mở ra một làn gió lạnh thổi qua mang theo mùi mưa và sự tĩnh lặng của đêm tối cô dừng lại ở ngưỡng cửa quay lại nhìn mình một lần cuối anh đứng đó trong ánh sáng yếu ớt nhìn cô với đôi mắt trống rỗng lan không nói gì thêm cánh cửa đóng lại sau lưng cô và cô bước đi vào màn đêm rời xa ngôi nhà mà cô từng coi là tất cả bỏ lại sau lưng quá khứ những kỷ niệm và cả người đàn ông mà cô đã từng yêu sâu đậm ngoài trời cơn mưa đã tạnh từ lúc nào chỉ còn lại những giọt nước lấp lánh trên lá cây phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường bầu không khí lạnh buốt nhưng lan không cảm nhận được cái lạnh ấy cô bước đi trong vô thức đôi bàn chân lướt qua những vũng nước đọng tạo thành những vòng sóng lan tỏa dưới ánh trăng trái tim cô nặng trĩu mỗi nhịp đập như dồn nén tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng một quyết định mà cô biết là đúng, nhưng sao trong lòng cô vẫn tràn đầy sự trống rỗng. Những bước chân của cô vang lên trong đêm, mỗi âm thanh đều như dội lại tiếng lòng đầy rối ren. Cô dừng lại trước một trạm xe bus nhỏ, ngồi xuống ghế đá lạnh ngắt, nhìn vào không gian mờ mịt phía trước. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi nước của mưa, vờn nhẹ trên gò má cô. Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mình. Bàn tay lạnh khiến cô chợt nhận ra từ khi bước ra khỏi nhà cô chưa hề khóc cô không biết vì sao mình lại không rơi nước mắt có lẽ vì nỗi đau quá lớn khiến cô không còn cảm giác gì nữa hoặc có lẽ vì cô đã khóc cạn trong những đêm dài trước đây khi min vẫn còn ở bên nhưng tâm trí anh đã xa cách lan ngằng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt nơi những đám mây nặng nề vẫn còn động lại sau cơn mưa Cô cảm thấy mình nhỏ bé giữa khoảng khoảng không rộng lớn ấy. Từng giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tre chạm xe rơi xuống, tạo thành âm thanh lách tách đơn điệu như nhịp điệu chậm rãi của nỗi cô đơn đang dần lan tỏa trong lòng cô. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc. Cô biết mình không thể trốn tránh câu hỏi đó, nhưng trong khoảnh khắc này cô cũng không có câu trả lời. Mọi cảm xúc bắt đầu dâng lên, từng chút một, như những đợt sóng ập vào bờ. Trái tim cô như bị xé toạc và sự kiềm chế mà cô đã cố gắng giữ trong suốt cuộc trò chuyện với mình giờ đây vỡ òa. Cô cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau, hơi thở trở nên ngắt quãng. Sự đau đớn không còn bị chặn lại nữa, nó tràn ra như một dòng nước lũ, cuốn trôi mọi sự bình tĩnh giả tạo. Lan nhắm mắt lại và trong bóng tối đó cô thấy lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên mình. Những lần họ cùng cười đùa trong căn bếp nhỏ, những buổi tối cùng xem phim trên sofa hay chỉ đơn giản là nằm bên nhau trong yên bình. Những ký ức đó giờ đây như những nhát dao đâm vào lòng cô, bởi cô biết rằng chúng chỉ còn là quá khứ. Mình đã yêu anh ấy nhiều đến thế nào? Cô lẩm bẩm, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ lăn dài trên má cô, hòa cùng những giọt mưa cùng còn đọng lại trên gương mặt cô. Lan không thể ngăn lại dòng cảm xúc nữa. Cô khóc không phải vì sự phản bội của mình mà vì tất cả những điều mà cô đã mất tình yêu niềm tin và cả một phần trong chính bản thân mình cô khóc cho những năm tháng cô đã bỏ ra để yêu anh để hy sinh vì anh và để sống trong sự dằn vặt khi cảm nhận được tình yêu của anh đã dần phai nhạt cơn đau này không chỉ vì sự mất mát của tình yêu mà còn là nỗi đau khi cô phải đối mặt với chính mình một lan yếu đuối đã chấp nhận sự lạnh nhạt của mình trong quá lâu, đã tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng chỉ cần cô cố gắng, họ sẽ lại như xưa. Giờ đây, cô biết rằng mình đã sai. Sự thật đau đớn đó đập vào cô mạnh mẽ, như một cú đánh chí mạng khiến cô cảm thấy như không thể thở nổi. Mọi thứ mà cô từng tin tưởng giờ đây sụp đổ và cô không còn biết đâu là lối thoát. Thời gian trôi qua nhưng Lan không nhận ra, cô vẫn ngồi đó dưới ánh đèn mờ nhạt của trạm xe bus mặc cho nước mắt rơi và dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Sự cô đơn ngấm dần, thấm vào từng hơi thở của cô, như thể toàn bộ thế giới đã quên mất sự hiện diện của cô trong khoảnh khắc này. Nhưng trong nỗi đau đó, cô bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó khác, một tia hy vọng mong manh, như ánh sáng le lói phía cuối con đường. Một cảm giác mới lạ dần dần nảy mầm trong lòng cô, nhỏ bé nhưng kiên cường. Đó không phải là sự hy vọng rằng mình sẽ quay lại, hay rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà là hy vọng rằng dù có đau đớn thế nào cô vẫn có thể tiếp tục sống cô đã đưa ra lựa chọn một sự lựa chọn không hề dễ dàng nhưng đó là lựa chọn của chính cô và dù có tổn thương cô cũng biết rằng mình đã tìm được sức mạnh để rời đi điều này không khiến cơn đau biến mất nhưng nó giúp cô hiểu rằng cô có quyền kiểm soát cuộc đời mình đi và rằng cô có thể vượt qua cơn bão này lan hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí mát lạnh của đêm tối tràn vào phổi nỗi đau vẫn ở đó nhưng giờ đây nó không còn đè nặng lên cô như trước nữa nó là một phần của cô và cô chấp nhận điều đó cô sẽ học cách sống với nó thay vì để nó chi phối cuộc sống của mình lan đứng dậy đôi chân vẫn còn run dậy sau cơn bùng nổ cảm xúc nhưng cô biết rằng mình phải bước tiếp cô không còn là người phụ nữ yếu đuối đã bỏ chạy nữa Cô là một người phụ nữ đã đối mặt với cảm xúc của mình, đã đối diện với nỗi đau và sự mất mát. Và giờ đây cô sẵn sàng đối diện với tương lai, dù tương lai đó có thể không chắc chắn, nhưng nó là của cô. Cô bước ra khỏi trạm xe bus, nhìn về phía con đường phía trước. Ánh đèn đường soi dọi lối đi, và cô biết rằng dù có khó khăn, cô sẽ tiếp tục bước đi, một bước chân trước, bước chân kia, cho đến khi trái tim cô không còn cảm thấy nặng nề nữa. Lan đã lựa chọn và giờ đây cô sẽ sống với lựa chọn đó bầu trời đêm dần sáng lên khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những đám mây lan đứng trên vỉa hè đôi mắt hướng về phía xa nơi đường chân trời bắt đầu le lói ánh sáng cảm giác hồi hộp và chờ đợi tràn ngập trong lòng cô không biết mình sẽ đi đâu nhưng lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với đêm qua cô nhấc chân lên từng bước đi dường như đã trở thành một hành trình mới Mặt đường dưới chân cô ẩm ướt sau cơn mưa, à, nhưng ánh nắng chiếu xuống làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Những vũng nước vẫn còn đọng lại, phản chiếu hình ảnh của cô như những chiếc gương in dấu những kỷ niệm mà cô đã từng sống. Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, Lan ngửi thấy mùi cà phê tươi thơm lừng. Âm thanh của tiếng máy xay và tiếng thì thầm của khách hàng hòa quyện thành một bản giao hưởng quen thuộc. Cô chợt dừng lại, ánh mắt lướt qua cửa sổ nơi một cặp đôi ngồi đối diện nhau. Tay nắm chặt, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, không phải vì cô ghen tị, mà vì cô cảm thấy sự ấm áp của tình yêu vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Một phần trong cô muốn quay về, muốn trở lại những ngày tháng đơn giản, nhưng lại có một phần khác mạnh mẽ hơn, thôi thúc cô tiếp tục. Cô mỉm cười, vươn tay, đặt lên cửa kính, như thể đang chạm đến những điều tốt đẹp mà cô đã từng bỏ lỡ. Cô rời khỏi quán cà phê và bước tiếp. Mỗi bước đi, cô cảm thấy như một khởi đầu mới đang chờ đón mình. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời trên làn da và sự tự do trong từng nhịp thở. Không khí trong lành, tươi mới như một lời hứa về những ngày tháng phía trước. Cô đi bộ qua những con phố quen thuộc, những âm thanh của cuộc sống xung quanh dường như hòa quyện vào cảm xúc của cô. Tiếng xe cộ tiếng cười của trẻ con đang chơi đùa tiếng nhạc phát ra từ một quán bar gần đó tất cả đều tạo nên một bức tranh sinh động nơi mà cô đã từng là một phần không thể thiếu những ký ức về mình vẫn ám ảnh trong tâm trí cô nhưng giờ đây cô không còn cảm thấy đau đớn như trước thay vào đó cô chấp nhận rằng những điều tốt đẹp và cả những điều không hoàn hảo đều là một phần của cuộc sống cô không thể quay lại nhưng cô có thể chọn cách sống tiếp không phải với bóng dáng của mình mà là với hình ảnh của chính mình một người phụ nữ mạnh mẽ đã vượt qua thử thách và không còn sợ hãi khi đứng trước một ngã ba lan dừng lại trái tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi con đường đều mang trong mình một câu chuyện một cơ hội mới cô cảm thấy bối rối nhưng lại rất phấn khích đôi chân cô do dự nhưng rồi cô thả lỏng cảm nhận cái lạnh của mặt đất dưới chân cô hít một hơi thật sâu như muốn đưa vào lòng tất cả những điều mới mẻ mà cuộc sống sẽ mang đến. Lan ngẩng cao đầu, mỉm cười với ánh mặt trời đang chiếu rọi. Cô không biết mình sẽ chọn con đường nào, nhưng giờ đây cô không còn cần phải lo lắng. Một cảm giác tự do bao trùm lấy cô, như thể bầu trời rộng lớn này chính là của cô. Cô quyết định bước đi, không ngoảnh lại, không nghĩ về quá khứ, mà chỉ tập trung vào từng bước chân vững chãi hướng về phía trước. Mỗi bước đi là một cam kết, một quyết định cho tương lai mà cô sẽ tự tạo ra. Cô lướt qua những người qua đường, mỗi người đều có một câu chuyện riêng và cô biết rằng mình cũng không đơn độc. Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn và cô đã sẵn sàng để tham gia. Những âm thanh của cuộc sống xung quanh càng lúc càng vang lên rõ nét, như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn còn ở đây, còn sống và còn hy vọng. Không có gì là chắc chắn, nhưng cô sẽ nắm bắt từng khoảnh khắc, sẽ học cách yêu thương chính mình trước tiên và giữa những con phố đông đúc cô biết rằng mình đã chọn lựa tương lai có thể mù mịt nhưng một điều cô chắc chắn cô sẽ không ngừng bước tiếp cho dù con đường có gập ghềnh hay khó khăn đến đâu cô sẽ là người viết nên câu chuyện của chính mình